những năm gần đây, người hàng xóm phía Tây Nam của nước ta đang bỗng vụt sáng phát triển mạnh mẽ. Họ xây dựng hàng loạt dự án lớn, sắp tới sẽ là một kế hoạch đầy tham vọng mang tên kênh đào Phù Nam – Techco. Đây là một dự án cực kỳ lớn của phía Campuchia, nhưng với Việt Nam, nó lại để lại hàng loạt nỗi lo vì những hệ lụy với dòng sông Mekong, vốn dĩ đã liên tục bị nắn dòng và bóp dòng. Vậy kênh đào này ảnh hưởng cụ thể ra sao tới các nguồn nước cung cấp cho các tỉnh phía Nam của nước ta, cũng như yếu tố an ninh quốc phòng? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong nội dung ngay sau đây. Nỗi lo dòng chảy. Những năm qua, có lẽ người dân Tây Nam Bộ đã dần quen với việc sông Mekong khô cạn. Trước đây, khi nhắc tới miền Tây là người ta sẽ thường nhớ ngay đến mùa lũ, mua nước về, mang theo bao hoa lộc như cá, tôm, phù sa, phục vụ nông nghiệp, đem lại sinh kế cho người dân khu vực. Nhưng dần dần, theo thời gian, nước về ngày một ít đi, khi dòng sông Mekong đang bị nắn bởi hết quốc gia này tới quốc gia khác. Từ phía trên thượng nguồn, Trung Quốc ngày đêm xây dựng các đập thủy điện, trữ nước, khiến dòng chảy phần nào cũng bị tác động. Phía dưới thì tới lượt Thái Lan dẫn nước từ các hồ chứa để đối phó với hạn hán, phục vụ nông nghiệp. Nước bạn Lào và Campuchia thì cũng có những dự án của riêng mình. Trên dòng sông Mekong có tới hơn 20 dự án thủy điện. Cho tới lãnh thổ Việt Nam, sông Mekong đã bị méo mó vì dòng chảy bị ảnh hưởng. Nguồn nước bị tích lại từ thượng nguồn khiến dòng chảy về phía Nam cũng ngày một yếu đi. Những yếu tố trên phần nào cũng đã khiến nguồn cung cấp phù sa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm tới hơn 90%. Kể từ năm 2010, đồng bằng sông Cửu Long đã phải hứng chịu không ít những đợt hạn hán tái diễn, kỷ lục với chu kỳ 4 năm một lần. Giờ đây, khi Campuchia dự định xây dựng kênh đào Phù Nam – Techco, nỗi lo về việc dòng chảy bị nắn, bị bóp lại tiếp tục xuất hiện. Phân tích một cách dễ hiểu, kênh đào mới của Campuchia nghiễm nhiên sẽ cần nước để hoạt động và không đâu khác, nguồn nước đó đến từ chính dòng chảy của sông Mekong. Khi mở kênh đào dẫn thẳng nguồn nước ra biển, lúc này nguồn nước về Việt Nam sẽ lại tiếp tục giảm đi. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, kênh đào Phù Nam – Techco cần khoảng 80 triệu mét khối nước để phục vụ hoạt động thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc mực nước trên sông Mekong sẽ thấp hơn nữa, dòng chảy lại bị nắn và việc miền Tây nước ta thiếu nước lại càng trở nên rõ ràng. Trước đây, người dân Nam Bộ luôn đau đáu nỗi lo về xâm nhập mặn, nguy cơ có thể bị sạt lở và nhấn chìm bởi nước biển trong tương lai. Giờ đây, nỗi lo hạn hán lại càng trở nên trầm trọng hơn. Vốn dĩ những năm qua, lũ về miền Tây đã khiêm tốn, giờ sẽ lại càng bị ảnh hưởng nhiều hơn khi dòng chảy sông Mekong bị nắn chỉnh thêm một lần nữa. Dự án kênh đào Phù Nam – Techco của Campuchia có tổng vốn là 1,7 triệu đô la Mỹ với chiều dài khoảng 180 km, nối sông Mekong với biển của Campuchia phía Tây Nam. Kênh sẽ có 3 đập đường thủy, 11 cầu và 208 km đường hai bên, cũng dự kiến được Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, gọi tắt CRBC, thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao. Đây là hình thức cho phép thi công vận hành, thu lợi nhuận trong khoảng 50 năm. Công trình này của nước láng giềng Campuchia tồn tại nhiều quan ngại đến Việt Nam. Trong ngày 23 tháng 4, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban sông Mekong Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc họp tham vấn. Tại cuộc họp, có nhiều chuyên gia và các nhà quản lý đã bày tỏ quan ngại về dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ của Campuchia sẽ có tác động tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Trong số đó, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ bày tỏ dự tính khi có kênh đào Phù Nam – Techco thì sự thiếu hụt nước tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ trở nên trầm trọng hơn và thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới hơn một nửa diện tích canh tác của vùng này vào mùa khô trong tương lai. Đặc biệt, dự án có thể làm thay đổi nghiêm trọng về việc phân bổ nước về vùng trũng tứ giác Long Xuyên, gây ra ảnh hưởng đến vùng sản xuất lúa lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng quan điểm với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, ông Phạm Hồ Quốc Tuấn, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, kênh đào Phù Nam – Techco có thể lấy thêm một lượng nước vào mùa khô thì dòng chảy về hạ lưu chắc chắn sẽ sụt giảm. Việc này dẫn tới khả năng thiếu hụt lượng nước vào mùa khô, từ đó sẽ tác động đối với đồng bằng sông Cửu Long là điều chắc chắn. Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân, nhà khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho rằng, về sơ bộ, việc này không quá quan ngại, song cũng cần đợi những số liệu cụ thể để đánh giá.
Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, hiện chúng ta đang lấy nước từ sông Tiền, sông Hậu để tưới cho khu vực Đồng Tháp 10 và khu vực Tứ Giác Long Xuyên, hiệu quả rất cao. Thêm vào đó, trong mùa lũ, nước từ Campuchia rất nhiều và tràn qua Tứ Giác Long Xuyên, một phần xuống Hồng Ngự, Đồng Tháp. Giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng, lưu lượng nước xuống đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới không thay đổi bao nhiêu. Do đó, chúng ta chưa vội nói việc xây dựng dự án canh đảo Phù Nam Techco gây thiệt hại hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng việc này sẽ không gây thiệt hại lớn cho Việt Nam. Thông tin mơ hồ. Hiện nay, dự án canh đảo Phù Nam Techco còn nhiều thông tin chưa được phía Campuchia cung cấp đầy đủ. Do đó, còn nhiều cái mơ hồ khiến chưa hình dung được canh đảo này ảnh hưởng ra sao tới sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, đại diện Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cho biết, đến nay, trên cơ sở nghiên cứu các thông tin, thông báo về dự án cho Ủy hội Sông Mekong Quốc tế của Campuchia, Ủy ban Sông Mekong Việt Nam đã tiến hành trao đổi song phương với phía Campuchia. Ủy ban Sông Mekong Việt Nam cũng đề nghị phía Campuchia chia sẻ những thông tin chi tiết về dự án, trong đó bao gồm báo cáo khả thi dự án, tiến hành nghiên cứu chung về tác động của dự án và áp dụng hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế. Trong diễn biến liên quan, trước đó, ngay sau khi nhậm chức vào tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bắt tay vào dự án đường thủy đầy tham vọng Phù Nam Techco trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Hun Manet đã bày tỏ sự quyết tâm khi cho rằng kênh đào này sẽ giúp người Campuchia thở bằng mũi của mình. Trong phát biểu ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Techco sẽ giúp Campuchia khai thác các lợi ích kinh tế, giảm chi phí vận chuyển và cải thiện sinh kế của người dân mà không gây tổn hại đến môi trường sông Mekong. Mối quan hệ với Trung Quốc. Ở khía cạnh khác, các chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng kênh đào này sẽ đủ sâu để tàu quân sự có thể tiến vào từ vịnh Thái Lan hoặc từ quân cảng Rim liên quan đến Trung Quốc. Thủ tướng Hun Manet phủ nhận thông tin cho rằng dự án này liên quan đến quân đội Trung Quốc. Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng kênh đào này sẽ tạo điều kiện cho các tàu hải quân Trung Quốc đi vào sông Mekong. Nói thêm về mối quan hệ với Trung Quốc, CBRC của Trung Quốc, một trong những doanh nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Quốc, đã ký thỏa thuận với chính phủ Campuchia để đầu tư vào dự án kênh đào Phù Nam Techco thông qua hợp đồng xây dựng, vận hành, chuyển giao, gọi tắt là BOT. Nhà nghiên cứu Sovirim của Campuchia đã từng chia sẻ quan điểm. Các khoản đầu tư BOT trước đây của Trung Quốc vào Campuchia cho thấy các công ty Trung Quốc sẽ tài trợ và chấp nhận rủi ro cho dự án, nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu dẫn chứng ví dụ, mô hình phát triển BOT của CBRC là đường cao tốc Phnom Penh Sihanoukville dài 187 km, trong đó Trung Quốc được phép thu phí và quản lý dự án trong 50 năm. Lái xe sẽ phải trả từ 12 đô la Mỹ cho một chiếc ô tô nhỏ và lên tới 60 đô la Mỹ cho một chiếc xe tải chở hàng khi di chuyển một chiều trên đường cao tốc. Dựa trên hợp đồng xây dựng kênh đào Phù Nam Techco, công ty Trung Quốc sẽ quản lý kênh đào, bao gồm cả việc bảo trì và kiếm lợi nhuận từ việc thu phí đi qua kênh. Công ty Trung Quốc sẽ chuyển giao quyền quản lý kênh đào cho chính phủ Campuchia sau một thời gian, khoảng 40 đến 50 năm. Kênh đào Phù Nam Techco là một trong nhiều dự án cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Trung Quốc tại Campuchia, thuộc sáng kiến vành đai con đường. Nhà nghiên cứu Campuchia nhận định, những khoản đầu tư này đã làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế bất cân xứng của Campuchia với Trung Quốc. Campuchia cần Trung Quốc để duy trì tăng trưởng kinh tế. Điều này được thấy rõ trong đại dịch COVID-19, khi dòng chảy thương mại giữa các quốc gia bị hạn chế. Ngành may mặc Campuchia hứng đòn chí mạng do Trung Quốc không thể cung cấp nguyên liệu thô cho Campuchia. Tương tự, đại dịch đã khiến một số nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi các dự án phát triển của họ ở Campuchia, như trường hợp sân bay rộng 300 ha ở tỉnh Mondulkiri, nơi việc xây dựng vẫn bị đình trệ cho đến ngày nay do Campuchia vẫn chưa tìm được nhà đầu tư mới. Sự phụ thuộc kinh tế của Campuchia vào Trung Quốc có thể được chuyển thành ảnh hưởng chính trị, thuyết phục Campuchia hỗ trợ Trung Quốc trong một số vấn đề. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án canh đào Phù Nam Techco. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia
trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funanteko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Bà Phạm Thu Hằng nói, chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Campuchia lên kế hoạch khởi công dự án kênh đào Funanteko vào cuối năm nay với mức đầu tư 1,7 tỷ đô la Mỹ. Kênh đào này sẽ là tuyến đường thủy đầu tiên nối thủ đô Phnom Penh với tỉnh kép ven biển. Các quan chức chính phủ và nhà phân tích Campuchia tin rằng dự án có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa cảng Phnom Penh và cảng nước biển sâu ở tỉnh Sihanoukville. Bên cạnh những lợi ích về giao thông và hậu cần mà kênh Funanteko sẽ mang lại cho Campuchia, một số chuyên gia khu vực và quốc tế bày tỏ băn khoăn về những tác động của dự án này đối với dòng chảy sông Mekong xuống hạ nguồn, nơi đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường. Kênh Funanteko dự kiến sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành và sẽ có tổng chiều dài chỉ ngắn hơn 15 km so với kênh đào Suez. Theo tài liệu được Campuchia gửi tới Ủy hội sông Mekong vào tháng 8 năm 2023, kênh Funanteko dự kiến bắt đầu vận hành vào năm 2028. Dự án kênh Funanteko là gì? Dự án kênh Funanteko của Campuchia còn được gọi là dự án hệ thống hậu cần và đường bộ giao thông Tonle Basak. Kinh phí dự án ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Kênh đào Funanteko dự kiến dài 180 km nối các cảng biển của Campuchia ở phía tây nam với sông Mekong, tạo ra một tuyến đường thủy qua các khu vực trọng điểm như Khandan, Thakio và Kapot tới bờ biển và quan trọng hơn là tới cảng nước sâu duy nhất của Campuchia tại Sihanoukville. Dự án nằm trong số các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên được chính phủ của Thủ tướng Campuchia Hun Manet công bố kể từ tháng 8 năm 2023. Campuchia đã mất 26 tháng để tiến hành nghiên cứu khả thi với sự tham gia của hàng chục chuyên gia. Dự án dự kiến được khởi công vào cuối năm 2024 và ước tính sẽ mất 4 năm để hoàn thành. Kênh đào nhân tạo này là dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn gần đây nhất ở khu vực và là một phần trong tham vọng của Campuchia nhằm trở thành một trung tâm kinh tế và hậu cần quan trọng ở Đông Nam Á bằng cách tăng cường kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa và con người trên khắp đất nước Campuchia. Kênh Funanteko dự kiến rộng 100m ở thượng lưu và 80m ở hạ lưu, độ sâu 5,4m, tạo ra hai làn đường vận chuyển cho tàu có trọng tải lên tới 3.000 tấn. Ngoài ra, kế hoạch của Campuchia còn bao gồm việc xây dựng 3 đập thủy điện, 11 cây cầu và vỉa hè dài 208 km, đảm bảo giao thông an toàn và kết nối liền mạch. Kênh đào Funanteko đưa ra một loạt mục tiêu đa dạng, sẵn sàng định hình lại và phát triển bối cảnh kinh tế của Campuchia, đồng thời giải quyết các thách thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Campuchia xác định mục tiêu trọng tâm của kênh Funanteko là liên kết các khu vực khác nhau của nước này, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Còn kênh được kỳ vọng tạo điều kiện tiếp cận hợp lý hơn cả tới các thị trường trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa một cách liền mạch, thúc đẩy thương mại, tạo cơ hội việc làm cho 5 triệu cư dân mà không tạo gánh nặng nợ nước ngoài cho quốc gia. Campuchia hy vọng kênh đào này sẽ góp phần tăng cường mạng lưới giao thông tổng thể, từ đó cải thiện khả năng tiếp cận các khu vực bị cô lập và thúc đẩy hội nhập khu vực cũng như tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, Campuchia có kết nối đường thủy với các cảng của Việt Nam qua sông Mekong. Hàng may mặc xuất khẩu thường được vận chuyển bằng xà lan có động cơ từ cảng Phnom Penh đến các cảng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh như cảng Cát Lái và cảng Cái Mép. Kênh Funanteko
về cơ bản sẽ đóng tuyến nối còn thiếu giữa Phnom Penh và cảng Sihanoukville, cho phép vận chuyển hàng hóa dễ dàng giữa hai cảng ở Phnom Penh và Sihanoukville, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào các cảng ở quốc gia lân cận. Kênh đào này được xem là một phần của kế hoạch cải tổ hậu cần rộng hơn nhằm giảm tới 30% chi phí vận chuyển, giúp Campuchia cạnh tranh hơn trong các lĩnh vực xuất khẩu quan trọng như ngành may mặc. Kênh Phú Nam Techco sẽ phục vụ một cảng biển nước sâu của Campos và đặc khu kinh tế. Xa hơn về phía bờ biển từ Campos, kênh đào mới sẽ cho phép tiếp cận dễ dàng với đặc khu kinh tế Sihanoukville, nơi nhận được khoản đầu tư đáng kể từ sáng kiến vành đai và con đường, gọi tắt là BRI của Trung Quốc, và cảng Sihanoukville, nơi xử lý phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia. Gần đó là căn cứ hải quân Rim, nơi đang được nâng cấp với nguồn tài trợ từ Trung Quốc. Đây sẽ là tuyến đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn so với di chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt. Tuy nhiên, các tàu chở dầu Viễn Dương đến các cảng ven biển của Campuchia vẫn cần phải dỡ container lên xà lan có khả năng chở tới 1.000 tấn lên kênh sâu 4,7m vào mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 10. Tháng 8 năm 2023, Campuchia đã thông báo cho Ủy hội sông Mekong về kế hoạch xây dựng con kênh trên nhánh sông Mekong và cho biết tác động sẽ chỉ giới hạn ở bụi trong không khí và tiếng ồn từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, chuyên gia về Mekong cho rằng con kênh này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chính sông Mekong nhiều hơn so với những gì mà Campuchia tuyên bố. Dự án cũng là một phần trong kế hoạch của Campuchia nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, được kỳ vọng sẽ nâng cao sức hấp dẫn của đất nước như một điểm đến đầu tư. Chính phủ Campuchia khẳng định không vay tiền từ Bắc Kinh để xây dựng kênh đào và nhấn mạnh rằng nhà phát triển Trung Quốc sẽ chịu rủi ro tài chính. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy giảm, đã có ý kiến bày tỏ nghi ngờ về điều này. Ngành dệt may Campuchia bị ảnh hưởng do gián đoạn nguồn cung, nguyên liệu thô từ Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 đã khiến một số nhà đầu tư Trung Quốc rút khỏi các dự án phát triển ở Campuchia. Việc xây dựng sân bay rộng 300 ha ở Modunkiri vẫn bị đình trệ do Campuchia chưa tìm được nhà đầu tư mới. Có nhiều ý kiến lo ngại, kênh đào Phú Nam Techco dường như không chỉ đơn giản là công trình phát triển kinh tế xã hội, mà còn có thể tác động đến quốc phòng, an ninh khu vực. Kênh đào này ngắn hơn kênh đào Suez 16 km. Nó có thể hỗ trợ việc tàu quân sự di chuyển từ vịnh Thái Lan hoặc từ căn cứ Rim tiến sâu vào nội địa. Năm 2021, công ty nhà nước Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu khả thi. Tháng 9 năm 2023, Cơ quan Hợp tác Cầu đường Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Campuchia để tài trợ cho việc xây dựng kênh đào với kinh phí 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan Hợp tác của Trung Quốc khẳng định là bên liên quan chính của kênh đào Phú Nam Techco. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, Trung Quốc có quyền quản lý độc quyền đối với kênh đào trong thời gian kéo dài từ 40 năm đến 50 năm để thu hồi vốn đầu tư và có lãi. Sau thời gian này, quyền quản lý kênh đào sẽ được chuyển giao cho Campuchia. Trong khuôn khổ rộng hơn của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, kênh đào này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy việc Trung Quốc theo đuổi phát triển chất lượng cao. Kênh đào sẽ thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ phát triển công nghiệp và hành lang lúa gạo cũng như cá ở Campuchia. Trung Quốc có thêm cơ hội tăng cường ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực. Đầu tư của Trung Quốc vào khu vực sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế giữa Campuchia với Trung Quốc.